Hợp Hèn Nỉ Hệ ủng hộ 22 triệu đồng mua vuột cho Khánh Vân. Sáng 9, Nam, Hoa hậu Hấn Nỉ Hệ ủng hộ 22 triệu đồng để mua vuột cho Khánh Vân vào top 21 Miss Universe 2020. Năm nay, Miss Universe công bố top 21 trong đêm chung kết. Thí sinh thứ 21 sẽ được bình chọn bởi khán giả toàn cầu qua ứng dụng và mỗi lượt vuột đều phải trả phí. Những ngày qua, ban tổ chức mở thêm chương trình nhân đôi số lượng vuột với 2,2 triệu đồng, 1000 lượt thay vì chỉ 500 như bình thường. Hình thức này sẽ giúp các đại diện giữ vững vị trí hoặc nhanh chóng thu hẹp khoảng cách để có thể giành suất vào top 21. Hân Nhi Hệ rất quan tâm, ủng hộ Khánh Vân trên hành trình dự thi quốc tế. Khi hay tin ban tổ chức xã lệ giá vuột, cô lập tức chuyển 22 triệu đồng và nhờ ekip Việt Nam hỗ trợ giúp mình. Ngoài ra, người đẹp kêu gọi những khán giả có điều kiện cũng có thể ủng hộ Khánh Vân để đại diện Việt Nam có thể tiến xa nhất tại chung kết. Chương trình nhân đôi vuột này sẽ kết thúc vào trưa 10, Nam, đặt kỳ vọng cao ở đàn em khi đã có sự nỗ lực, cố gắng rèn luyện trước khi sang Mỹ. Với tinh thần đoàn kết, cô còn nhiều lần đồng hành Khánh Vân tập cắt toát, tư vấn kinh nghiệm đi thi. Tôi mong muốn Vân tập trung cao độ. Những khó khăn, phiền muộn bỏ lại phía sau, sang Mỹ phải luôn là tinh thần chinh chiến và sự lạc quan. Tôi dự đoán Khánh Vân sẽ tiến vào top 3 chung cuộc, Hoa hậu cho hay. Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Suốt hơn một năm qua, để chuẩn bị thi Miss Universe, cô rèn luyện tất cả nội dung, hình thể, phỏng vấn, tiếng Anh, cắt toát. Hiện Khánh Vân hoàn toàn thoải mái, tràn đầy năng lượng để tranh tài ở Mỹ. Trong ngày thứ 3, người đẹp thử trang phục, chụp ảnh bikini và quay video giới thiệu. Ngoài ra, cô được chuyên trang Satisfactor đặt niềm tin có khả năng đăng quang, thậm chí đặt danh xưng là cô gái lọ lem của cuộc thi năm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.